Theo Bloomberg, hãng xe lớn nhất Nhật Bản vừa hợp tác với cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA để chế tạo phương tiện thăm dò tự hành rover có 6 bánh. Hai bên đặt mục tiêu hạ cánh phương tiện này lên mặt trăng vào năm 2029. Công nghệ pin nhiên liệu của Toyota sẽ cung cấp năng lượng cho rover, phương tiện đủ lớn và mạnh để chở hai phi hành gia đi trong 10.000 km. Đại diện Toyota cho biết, phi hành gia di chuyển trên phương tiện có thể cởi bộ đồ phi hành gia của mình và sống trong chiếc rover khi thực hiện nhiệm vụ trên mặt trăng. Với kích thước tương đương hai chiếc xe buýt mini, rover mặt trăng Toyota JAXA sẽ dài 6 mét với không gian để ở rộng khoảng 13 mét vuông. Rover được dự kiến dùng trong 4 khu vực thăm dò khác, vì thế nó sẽ phải tự di chuyển để gặp hai phi hành gia.